Bố mẹ ông chỉ cần dọn quá ấy, tao bắn boss. Ok. Tất cả theo ý hải anh Trần. Để hai đồ dân lối. Well, có nhưng mà là và thắng, nhưng mà là khi mà có cấp chắc chắc, còn không thì bây giờ không có đâu. Có một muốn nâng cấp level 7, cái này phải chờ Redstone 2. Chờ Redstone 2 nhá. Sao giáp nó hồi lên được vậy? Làm gì có cái gì là giáp? Cái thanh dưới dưới là giáp thanh năng lượng của... Không phải có trên 2 hồi giáp ấy. Đi luôn. Có máu mà ông không chịu dùng. Quay đúng hơn đi. Nhìn, vậy nhiều lúc cũng cuống mà cũng người mà một tính thôi, không gì đâu. Phát một phát chết con mẹ luôn rồi. Và đi farm item là thiệt hại đi. Chạy 45 như cơm bữa. À, người ta pha 50 rồi. Không, 50 lấy mốc tuần. Chủ yếu 50 để lấy mốc tuần thôi. Con nhân vật kia hồi cả giáp mà. Ai hồi giáp đâu chứ? Đấy là do con 14 trong số 12 tôi nói rồi còn gì? Đấy do một bố cho số M2 đấy. Một bố cho số M2 có khả năng hồi giáp cho AI. À ừ, hồi giáp cho AI. Wait. Tôi tưởng hỏi cái thanh dưới thanh máu kia. Ôi, lắc luôn. Ra nó hình như vẫn chưa đủ điểm đúng không? Đủ điểm cái gì? Tôi cần để lấy khỏe ra bờ. Còn dài không ạ? Tăng quái thừa được 150% rồi. Nên nhớ là ba con quái thường ban đầu nó tính là quái thường, phải boss nữa. Con này mới gọi là boss này. Con hay Behemoth thì gọi là boss, còn mấy con kia chỉ là quái thường thôi. Nên là... Con này có phải là Behemoth? Behemoth mới là tính là boss, còn mấy con kia là đấy, quái thường. Đấy, tôi bảo vậy. Bố là một bảy của Resident 2 thì chờ đấy nhá, tôi nói rồi. Chờ có lẽ là phải tập. Nhanh nhất là tháng 7, tháng 8. Nói chung là vào khoảng mùa thu, thế thôi. Thật. Mùa thu hoặc là cuối năm. Thời điểm cuối. Nó không thể nào mà gì nhờ một phát năm nay. Bởi vì hiện tại vẫn đang còn gì nhờ content AI đã đẫy mồm như thế này rồi. Bên zombie cũng phải có quyền lợi gì chứ. Chờ công, chờ zombie đi. Zombie rồi C4 rồi còn các thứ nữa. Công tham thì công tham vừa vừa thôi. Cho công dân zombie nó sống hộ cái. Cho các dân C4 sống hộ cái. Cho các dân... 2 tháng nay là gì nhờ? Nó là gì nhờ?
quá đủ cho dân AI, AI ngồi trên đầu. AI nói thẳng luôn là AI quá thì ưu ái rồi.